Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục đi câu cá nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục câu sông ngã ba sông Phước Long. Mời cô chú anh chị và các bạn xem. Có cá, có phi thuyền là có cá. Đó, phi thuyền đó. Đẹp không cả nhà? Trời, cá ăn giật chìm phao cũng hay luôn thiệt, bó tay. Lo móc mồi. Lo móc mồi cá ăn giật chìm phao không hay luôn. Cái này nè. Nhìn lỡ, nhìn lỡ, ủa cái chích bẻ cái phao đâu mất tiêu rồi. Xong nó buông nhả, nó buông cái này, mẹ rồi. Móc mồi lại chưa? Còn mồi. Sảy rồi cả nhà ơi. Cái kia phao sẽ chạy ra tuốt hoài giữa sông dưới trời. Cá lôi như vậy. Chưa được em nào hết. Trời quá đẹp luôn, nước quá đẹp luôn. Giờ chỉ trông cá ăn giật cho cả nhà xem thôi. Cá măng rổ, cá măng rổ cả nhà ơi. Rồi, cá to luôn, cá măng rổ to. Nó đi cặp đây nè. Kìa còn con kìa, còn con kìa. Anh đã thấy thiện xạ câu cá chưa? Anh Đạt thấy thiện xạ câu cá chưa? Để xuống là đớp liền không? Còn con rồi nó mới lặng lặng nó mất nữa rồi. Cái chỗ này nè, cá măng rổ bự bự không ạ? Nó phải nước im im này nè, nó mới nổi lên, nó bơi lên. Câu cá mà chạy hoài cả nhà. Đó. Mê không? Chạy cỡ đó luôn. Sầu câu. Cá cả nhà ơi, cá. Đó. Giật phao phải không cả nhà? Nhiếp. Thằng hiếu quá. Nhiếp luôn à. Ăn không anh? Để có ăn không? Hả? Hai một hai lần hả? Nước lớn quá.
Nước vừa lớn lên kìa, cá nhiều. Tối rồi cả nhà ơi. Anh Đạt dính một con cá cũng rất là to luôn nha cô chú anh chị và các bạn, hơn 1,5 kg nha. Mới dính được con em. Lóc rồi cả nhà ơi. Quá lóc. Hay. Hôm nay câu được có con em vậy nè cả nhà. Cá mang rổ chợ Á luôn cả nhà. Đó, về Phúc Khang bỏ hồ nuôi tiếp nha. Chiến này là hồ Phúc Khang là đặt cứng hết luôn. Đây Phúc Khang về thả vô hồ liền là nha cô chú anh chị và các bạn. Cái hồ này Phúc Khang mới làm xong để vài hôm nữa Phúc Khang đem mấy cái em cá chép, cá dảnh, cá mè hồi bữa Phúc Khang lên cái hồ lớn này. Video Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho Phúc Khang nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo.